Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của Vũ Canh Kỳ phần 5 tập 9. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tới nhé. Lam Nguyệt hét lớn: "Mi đang bị thương, còn lại bao nhiêu lực chiến?" Thiên Võ vung quyền hét lớn: "Ta sẽ cho Mi biết." Rồi hắn vung một nộ quyền thẳng vào bụng Lam Nguyệt. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhảy lên và né tránh. Hắn quay sang cười nói: "Chậm chạp, tấn công quá chậm, tính linh hoạt và phản ứng của Mi đã yếu đi nhiều." Rồi hắn lộn một vòng, đạp thẳng vào gáy của Thiên Võ. Thiên Võ bị một cước đạp này, chưa kịp hoàn thủ, trước mặt Lam Nguyệt đã xuất hiện. Hắn nói: "Thiên Võ, xem ra tay trái Mi vì vết thương mà chuyển động không linh hoạt. Đây đúng là sơ hở cực lớn, rất đáng để thử dò xem, đúng chứ?" Rồi hắn tung một kim căng đoạn đầu thối, vung lực đá thẳng vào cánh tay đang bị thương của Thiên Võ. Thiên Võ đau đớn lùi ra sau và nói: "Khốn khiếp, nửa thân bên trái hoàn toàn không chịu nổi lực xung kích." Chưa dừng lại, Lam Nguyệt lao tới hét lớn: "Thấy rồi, miệng vết thương lại tóe thêm máu, bên trái của Mi hoàn toàn không phòng bị, đối với ta đúng là quá dễ dàng." Rồi hắn vung một quyền thẳng vào bả vai trái của Thiên Võ. Thiên Võ giơ tay đón đỡ nhưng vết thương vẫn tóe ra máu. Thiên Võ đón đỡ và nghĩ: "Thủ đao của hắn trực tiếp chém vào vết thương của ta, nó có sát thương lực sắc bén, là tập trung thần lực của kim cang giới." Lam Nguyệt cười lớn: "Xem ra ngươi đã không còn sức trả đòn nữa rồi, không cần phí thời gian, để ta một hơi kết liễu Mi." Rồi hắn vung thủ đao liên tục về phía Thiên Võ. Một đòn cuối cùng, hắn vung tay xuất ra kim cang phá nhận thủ. Cũng chưa dừng lại, hắn vung thêm một quyền thẳng vào ngực Thiên Võ. Máu từ cơ thể Thiên Võ bắt đầu bắn ra khắp nơi. Thiên Võ bị đẩy bay. Hắn cố dừng thân thể lại, quỳ một gối xuống, máu từ người chảy xuống đất, thở gấp và nghĩ: trong các thánh vương chiến sĩ, Lam Nguyệt luôn là kẻ thần bí khó lường nhất. Cuối cùng đã nhìn thấy thực lực thật sự của hắn. Lam Nguyệt tiến tới gần Thiên Võ và nói: "Vẫn còn chưa gục ngã, đúng là rất ngoan cường. Đáng tiếc là Mi vẫn không đấu lại ta. Ta giết Mi trước, sau giết Huyền Phong. Hai hải huynh đệ bọn Mi cùng lên đường cũng tuyệt lắm." Ở phía trước mặt, Thiên Võ cố gồng sức đứng dậy và nói: "Lam Nguyệt, Mi sai rồi. Muốn lên đường là ta và Mi cùng đi thì tốt hơn." Rồi Thiên Võ giơ tay lên, xuất ra thần kỹ, hắn hét lớn: "Hãy để lần cuối ta đẩy lên đỉnh phong nào." Thấy Thiên Võ xuất thần kỹ, Lam Nguyệt thủ thế và nói: "Còn sức tái chiến ư?" Từ bàn tay của Thiên Võ xuất ra thần võ tinh linh, cả bàn tay xuất hiện những tia sét. Thiên Võ nghĩ: tái đấu với Lam Nguyệt, ta không có cơ hội thắng, chỉ còn cách tập trung tất cả sinh mệnh lực của ta vào trong chiêu này, đồng quy vu tận với hắn, dùng mạng ta đổi mạng Huyền Phong. Rồi Thiên Võ lao tới. Phía trước thấy Thiên Võ xuất thần kỹ, Lam Nguyệt nói: "Được lắm, Thiên Võ, đặt cược mạng sống vào chiêu cuối cùng, cùng dương hết cờ, xem ta phá Mi thế nào đây." Rồi hắn vung tay xuất ra ám hạt độc châm. Ngay lúc hai đòn tấn công, cả hai bên chuẩn bị va chạm thì Trần Huyền xuất hiện. Hắn dùng tay đỡ hai đòn tấn công của Thiên Võ và Lam Nguyệt. Ông ta nói: "Cần gì thế chứ, đồng quy vô tận ư? Không tốt lắm đâu, hai vị đều là người có bản lĩnh, đề nghị của ta tất cả đều giữ mạng lại." Rồi ông ta vung quyền đẩy bay cả Thiên Võ và Lam Nguyệt ra xa. Lam Nguyệt bị đẩy ra xa, hắn nói: "Là hắn ta, có vẻ rắc rối đây, tên này lại dễ dàng đánh giạt ra được." Thiên Võ bị thương nặng hơn, hắn nói: "Sức mạnh của ta và Lam Nguyệt bị hóa giải xào rượu một cách âm thầm." Trần Huyền lúc này thu tay cười và nói: "Thiên Võ, ta rất vui vì cuối cùng ông đã hiểu được đạo lý mà ta nói. Như ta đã nói trước đây, phục vụ cho quyền lực chỉ bằng ông nên buông bỏ tự ngã, ông nên có sự phán đoán độc lập. Suy nghĩ những việc mình làm có hợp với công lý đạo nghĩa trên đời hay không, ông đã làm được. Ông rất có tiềm chất, sau này chúng ta có cơ hội đàm đạo, tìm đạo lý lớn hơn." Thiên Võ nói: "Chỉ bằng ông giết ta đi." Trần Thuyền nghe thế nói tiếp: "Không gấp lúc này, không gấp. Ông bị thương không nhẹ, tạm thời lui xuống nghỉ ngơi. Chuyện ở đây cứ để cho ta xử lý tiện hơn." Rồi Trần Thuyền quay về phía Lam Nguyệt và nói: "Lam Nguyệt, đã lâu không gặp." Nghe thế Lam Nguyệt quay sang nói: "Trần Thuyền, ông sống cuộc đời không màng chuyện thế gian, nhưng tại sao lúc này lại trở về gây sự? Chuyện này không phải đùa đâu, ta khuyên ông đừng nên nhiều chuyện." Nghe thế Trần Thiền nói: "Thần tộc đại biến không phải việc thường, ta ở chế độ trước cũng là thần vương, đương nhiên có trách nhiệm phải lo." Lam Nguyệt giơ tay lên và nói: "Ông cũng biết nói là chế độ trước, điều hành quá khứ, hiện giờ thần tộc là chế độ mới, tác phong mới. Trần Thiền, ông nên theo đại thế hay là bị thời đại đào thải?" Trần Thiền nói: "Ông cho rằng thế nào?" Lam Nguyệt nói tiếp: "Chống lại thời đại chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa." Trần Thiền khoanh tay và nói: "Thời đại sẽ như thế nào vẫn còn chưa rõ đâu, Lam Nguyệt. Đi theo quá nhiễm sâu, làm việc quá tuyệt, muốn thay đổi không dễ." Lam Nguyệt cười lớn: "Vẫn chưa biết thế nào, nếu ta đặt cược vào nhân loại và minh tộc,
ta thà đặt cược vào thần nhãn và sức mạnh cổ long, dù có đạo lý gì cũng dư thừa. Sức mạnh tuyệt đối là chính nghĩa tuyệt đối, chỉ cần có chiến thắng cuối cùng, đen cũng thành trắng, ác có thể thành thiện, là nguyên tắc trước giờ ta tôn sùng. Nghe thế, Trần Thiện nói, đen là đen, trắng là trắng, chân lý ta không thể nào thay đổi theo thắng bại. Lúc này Lam Nguyệt hét lớn, vậy thì ông chỉ còn cách cùng với lòng tin của mình đi chết. Sau câu đó, Lam Nguyệt lao tới trước mặt Trần Thiện hét lớn, Trần Thiện, ông cũng là một mục tiêu thần nhãn muốn đối phó, sẵn dịp này thu thập ông luôn. Rồi hắn vung quyền về phía Trần Thiện. Chúng ta quay lại với Vũ Canh, cơ thể hắn đã nhuộm đầy máu tươi, hắn bước đi tới đâu máu chảy tới đó. Thấy Vũ Canh, đám thần sừng dài nói, thấy rồi chứ, Minh tộc thành chủ rất không ổn, chúng ta tiến lên đường thôi. Rồi một đám thần sừng dài lao tới phía Vũ Canh, ném hỏa nham kích về phía Vũ Canh. Lúc này đám chiến sĩ nước Chu đã lao tới, giơ khiên đón đỡ đòn công kích cho Vũ Canh. Chúng nói, Minh tộc thành chủ, ông sao rồi, bị thương nặng ư, xin hãy cố lên, không có sức mạnh của ông, chúng tôi khó mà chống thần tộc. Nghe tới đây Vũ Canh nói, chạy đi, các người mau chạy đi, giữ mạng đi, nếu không ta sẽ... Nghe thế đám chiến sĩ nói, là ý gì thế, vẫn không hiểu. Lúc này Vũ Canh ngồi xuống, hắn nghĩ, hư vô là tật bệnh ở huyễn đảo thế giới, không ngờ ta đi một chuyến ở huyễn đảo thế giới đã cảm nhiễm phải, không cảm thấy đau đớn mà thậm chí còn có cảm giác thư thái, mau chóng quét hết tất cả phiền não, gọi là dị hóa thể hư vô là như thế này ư, ý thức từ từ tan biến mất đi, đổi lại là dục vọng nguyên thủy nhất. Lúc này đôi mắt Vũ Canh đã trở nên đỏ như máu, rồi một vụ nổ xảy ra, đánh bay đám chiến sĩ nước Chu. Thấy thế mọi người đều hét lớn, Minh tộc thành chủ sao thế? Ở phía dưới, công bộc trưởng bị thương rất nặng, hắn nói, điều ta lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, cứu thế giả đại nhân. Lúc này cơ thể của Vũ Canh đã bắt đầu biến đổi, cơ thể hắn máu tươi vẫn đang chảy ra. Ngay sau đó, hắn biến thành một con quái vật, gương mặt nanh ác, hắn gào thét ở giữa cuộc chiến. Chiến sĩ nước Chu sợ hãi nói, Minh tộc thành chủ đã xảy ra chuyện gì? Vì áp lực quá lớn mà mất tự chủ. Đám thần sừng dài thấy thế nói, hắn sao thế, trở nên rất ngụy dị. Ở phía dưới, công bộc trưởng nói, kết quả bản thân cũng trở thành dị thế hóa. Xong rồi, tất cả đã quá trễ. Cứu thế gia đại nhân sắp sống hết đời này với hình dạng của quái vật. Về phía Vũ Canh, hắn quay lại nhìn khắp nơi và nói, đói bụng quá. Hắn nhìn đám binh sĩ nước Chu gần mình và nói tiếp, cái đó hình như ăn rất ngon thì phải. Rồi cánh tay của Vũ Canh dài ra, tóm lấy một tên chiến sĩ. Thấy thế, tên chiến sĩ này hét lớn, tay y sao lại đột nhiên, muốn gì thế hả, thả ta ra. Vũ Canh lúc này kéo tên tướng sĩ lại gần, há to miệng, rồi thả hắn vào mồm, ngay sau đó nuốt chửng tên này. Điều này khiến mọi người trở nên sợ hãi. Vũ Canh quay sang nói, ăn no một tí, nhưng vẫn chưa đủ, tính sao đây? Các ngươi hãy đẻ cho ta ăn. Rồi Vũ Canh lao tới, bắt lấy đám tướng sĩ, hắn bắt được ai, thả vào mồm mình tên đó. Đám binh sĩ sợ hãi nói, cứu chúng tôi với, Minh tộc thành chủ biến thành quái vật rồi. Ở phía xa, chiến sĩ Minh tộc nhìn Vũ Canh và nói, thành chủ điên rồi, cậu ta là người duy nhất chúng ta có thể dựa vào. Thế đám thần sừng dài cười nói, nhìn hắn kia tức cười quá, sao lại trở nên như thế chứ. Phía thiên không, tên thần nhãn nói, thì ra là vậy, bổn tọa biết một số chú thuật có thể khiến dung mạo kịch biến, như hiện nay chưa nghe qua. Hắn tất cả huyễn đảo thế giới nhiễm phải một thứ vô cùng kỳ quái, hiện giờ đang phát tác, thật là khá lắm. Rồi thần nhãn cười lớn nói tiếp, a cậu ơi a cậu, đã lâu chưa thấy vật gì có thể khiến bổn tọa vui mừng cười to như vậy. Nhìn thấy hình dáng hiện giờ của ngươi đúng là tuyệt vời. Nói thật, bổn tọa đích thân ra tay trừng phạt ngươi cũng không nghĩ được cách gì tốt hơn. A cậu, ăn nữa đi cho bổn tọa. Ăn thêm nữa đi. Về phía A cậu, hắn liên tục tóm lấy binh sĩ nước Chu, thả vào mồm vừa ăn vừa nói, đói quá, đói bụng quá, đói chết đi được.